Anh em thấy gì chưa? Đẹp chưa? Cuối cùng, ngày này cũng đến. Không phải để anh em chờ lâu nữa. Review Cloud Flash X. ASMR tại chỗ. Là trời, nó đẹp quá anh em ơi. Một phiên bản hoàn hảo. Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy? Như anh em cũng biết thì Cloud Flash từ xưa đến nay đều giữ cái vóc dáng gọi là bình rượu nè, và thiết kế là hợp kim. Nhưng riêng về em Cloud Flash X này có một ngoại hình thay đổi hoàn toàn khác biệt 100% nha anh em, với một cái thể loại là nhiều pick. Ngoài ra là có lộ luôn cả phần pin nè. Những anh em nào mà dán skin pin nè hoặc là bọc wrap pin khác nè, anh em bỏ vào nó có thể hiện được cái skin của anh em nè, làm cho nó ngầu hơn, nó đẹp hơn. Ngoài ra Cloud Flash X còn một cái trò rất là hay, anh em có thể thay thế được phần đo này. Mình nghĩ là trong thời gian sắp tới có những anh em Việt Nam sẽ làm ra những cái bộ đo dành cho anh em để gắn lên cho em Cloud Flash nó đẹp hơn, nó xịn sò hơn, nó style hơn. Thêm một cái điểm mà mình cực kỳ thích đó chính là phần gió. Như những em Cloud Flash trước thì gió sẽ là cố định, anh em không điều chỉnh được. Nhưng riêng đặc biệt ở phiên bản Cloud Flash X này, anh em có thể điều chỉnh gió cũng như là hơi hút anh em, và đặc biệt là không hề bị loạn gió giống như là những phiên bản cũ nha anh em. Thì cái việc này sẽ giúp cho anh em trải nghiệm gió vào rất là mượt. Ngoài ra là khi mà trải nghiệm nó không có bị hụt hơi giống như là những phiên bản tiền nhiệm. Và thêm một cái điểm thay đổi lớn nhất gần như anh em nào cũng muốn có, đó chính là màn hình cũng như là chỉnh được watt. Đây là một cái điểm rất là hay khi mà anh em có thể tối đa được cái việc mà watt nè, cũng như là chọn số anh em hút. Ngoài ra khi mà chỉnh được watt như vậy á thì cái OCC của anh em á càng ngày càng bền hơn, không giống như những sản phẩm tiền nhiệm là khi mà anh em gắn OCC vô là chỉ có đốt thôi, không có chỉnh watt được. Thì em Cloud Flash X này sẽ giải quyết vấn đề đó cho anh em. Ngoài ra em này còn có ba chế độ, đó chính là watt, bypass và volt. Thì như lúc đầu mình có nói, watt là anh em có thể tùy chỉnh được công suất theo ý của mình muốn, còn về bypass là sao, anh em có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Tất nhiên khi có Cloud Flash thì sẽ có trải nghiệm, và mình sẽ hẹn anh em ở clip sau trải nghiệm cũng như là review cho anh em. Anh em còn thắc mắc gì thì cứ việc để lại dưới comment, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em.